Hay quá em ha. 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bây giờ như các cô chú anh chị thấy thì mộ của cậu đã có kinh rồi ha. Thì bây giờ 15m sẽ cập nhật mộ cậu năm cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Hôm nay có bánh bía nè, trái cây nè ha. Đây là bánh bía sầu riêng, xoài. Rồi đây là giống phở hủ tiếu gì đó. Rồi bưởi nữa ha. Quýt, hoa ly, rất là đẹp luôn. Ở đây có cả chị gái nữa. Chị, mình có ấn tượng với cái vở nào của cậu năm không chị? Nhiều lắm. Nhiều vở. Tụi đông hết hết. Nói chung là chú hát là tụi nào cũng mê. Dạ. Mà không phải mình mê đâu. Là hết cái chỗ mà dưới quê mình ở đó. Dạ, ở quê quê chị đâu chị? Ba Tri Bến Tre. Dạ. Là kiểu như ai cũng mê đó. Dạ. Đó có cái bà đó, mình có bà. Dạ. Mình còn nhỏ xíu à, phải chừng 6-7 tuổi thôi. Dạ. Mỗi lần mà hát ca lương và đi nghe hỏi bữa nay có Vũ Linh không? Cái đó không, là không ghé. Vậy hả? Có một cái là rồi đó hồi xưa đường nó phải có đường xe giống như có đèn giống giờ đâu. Dạ. Là đi đường bò không á? Đường bò. Còn xài cái bình á. Dạ. Bình kẹp bình. Bình kẹp bình đấy, phát tivi. Còn quay cái anten ngoài đường ngoài sân á. Dạ. Là bả lên bả coi, bả cỡ nào cũng coi, ngày còn tới khuya cũng coi nữa. Vũ Linh á. Dạ. Đây mà tới gọi là chết luôn đây. Dạ. Nó nói giờ mà cái bà mà còn sống thì Vũ Linh dắt mất. Nhưng mà bà đã dắt mất lâu hả chị? Đúng rồi. Dạ. Không phải mấy năm. Dạ. Mê lắm. Vậy là lúc đó chị cũng còn nhớ hết cái anten rồi xây xây ngoài trời cho nó đúng hướng nó mới rõ đúng không? Dạ. Dạ. Cái đó chắc còn 5-6 năm rồi chị. Khi anten nó còn xây lâu rồi, cái chục năm rồi. Giờ là chị đã 38 tuổi rồi. Đúng rồi. À, cái thời đó chị mới có khoảng 16 tuổi rồi. Cũng 30 năm rồi đó. Cái cây mình thọt vô cái tre á, bây giờ là trồng á. Là còn cái bình á, dạ. Còn có điện nha, xài bằng bình á. Dạ. Là cái tivi trắng đen á. Dạ. Là cái bà mình chưa tới bằng bà là tại vì dai á, hơi dai á, mê luôn đó. Mà là ngày nào có Vũ Linh là ghé. Mà coi tới khuya luôn mới về nha, mà đi đường là nhắm mắt đi á. Là ghé nhà của bà đó hả chị? Không, nhà của chị. À, nhà của chị, tức là bà đi ngang, bà hỏi chị à. Là coi bữa nay có tụng Vũ Linh không? Ừ, coi Vũ Linh mới ghé. Dạ. Bà đó là sao với chị vậy? À, bà nội là thứ 6, còn bà đó thứ 4. À. Mình chỉ bằng bà là. À, vậy. Mà... Cái gì vậy trời? Chị đang quay mở nhạc cho anh. Mở nhạc rồi. Vậy là cũng là bà con đúng không chị? Mời quý các bạn lắng nghe lời chia sẻ của quý khách. Dạ. Nói nhưng... chung là nguyên cái dòng họ với quê của chị là hình như là thần tượng với Vũ Linh hết. Dạ, tuyệt vời ha. Nhưng... Ông cha là cũng mê Vũ Linh mà mê thì ghê gớm lắm. Mê dữ lắm mê. Dạ. Chị lên Sài Gòn lâu chưa? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi. 12 tuổi lên đây rồi. Nhưng mà giờ vẫn hay về quê không? Khi nào có dịp mới về. À. Có đám tiệc thì về còn dạ. Có đây. Dạ. Nhưng mà có cái mình tiếc là mình ở gần nhà chú Vũ Linh mười mấy năm mà mình không biết. Không biết hả chị? Không biết chị. Trời ơi. Đường Đoàn Thị Điểm nó nhảy chung đường luôn. À, mình ở thành Phùng đã sát đường luôn á. À sát đường dạ. Luôn. Ừ. Có cái là tự nhiên mình biết á là nhà nghe khách nói là nhà chú Linh ở bên Đoàn Thị Điểm mà cứ chạy vòng vòng đó kiếm. Cái có chú nào đứng ngoài đường không ta? Mà mình đi không mình thấy. Vòng vòng mình không gì mình thấy. À. Sau cái bữa nghe chú mất á đi chạy kiếm. Dạ. Kiếm thì thấy vòng ở ngoài nó đông quá là biết dạ. Rồi. Mày cũng không có vô được, đông quá thì đông luôn. Em nghĩ là duyên chưa đủ tới ha, để mình gặp cậu. Ừ, ngưỡng mộ cũng nhiều nó mà không bao giờ gặp ở ngoài được. Dạ. Qua chị ghé nhà chị có gặp ai không? Có, qua gặp cô Hồng Nhung á. Với con Hồng Nhung là chị Phượng á. Chị Phượng, dạ. Chị ở gần nhà cậu Năm. Đúng rồi. Mình cách bao nhiêu chị? Cần cây số không? Không, gần dữ lắm. Mà gần chứ là. Tự nhiên không biết luôn, thấy sợ. À, giờ mới tiếc đúng không? Cảm thấy tiếc, khói tiếc ha. Đầu đường Đoàn Thị Điểm là chị nằm phía ngoài đường. À, không phải. Như là Đoàn Thị Điểm là nó nằm ở ngoài đường Hoàng Ngạn Thủ phải không? Đi vô Đoàn Thị Điểm thì mình đi vô đây là đường Phan Đình Phùng. Cái mình băng qua cái đường vô trong nữa là nó gần lắm. Nói chung là đi khoảng chừng 3 phút thôi là tới nhà rồi. Mà có cái là biết khúc đó mà không biết nhà chỗ nào. Dạ. Mà mình kiểu như ở trong thành phố mình đâu có dám hỏi mấy bà. Đúng rồi. Nói mình kiểu như là lừa đảo hay gì. Dạ. Tại mình nghĩ là cái đường nó không có nhỏ vậy đâu. Dạ. Nghĩ là cái đoạn đường hiểm chắc nó dài lắm. Dạ. Ai ngờ có một khúc à. Biết cái là không có biết nhà thì cái xin ôm không một lần thôi cái chết cũng phản nguyện. Trời ơi. Có cái là ở đây mới rất ít người biết lắm. Dạ. Chú cũng không, là vì... không có
chủ sông khép kín, chủ không có chủ không phố trương, con người cả phố trương thì ai cũng biết cả cái chủ lên làm đấy. Mình chạy đi giao hàng gầm ngang nhà cũng luôn mà không biết là không. Tiếc quá tiếc ha. Hôm nay thì sao mình quyết định mình lên thứ tư chị? Bữa giờ là định đi mấy lần nữa chứ mà cái là do là thứ nhất là công chuyện nhiều quá đi không được. Dạ. Mấy bà chị là lên đây là đã mấy lần rồi. Dạ. Không có dịp lên đây. Dạ. Cuối tuần này mới đổi đi nữa nè. Cuối tuần này nữa. Nhưng mà có cái là tại vì mình cuối tuần đi không được. Vì dạ. Khóc á. Dạ. Cuối tuần là kiểu như nhà làm đông á khó. Dạ. Bữa là lên đây là kiểu như muốn lên dữ lắm luôn, bữa chôn á. Dạ. Lại đi ra đường quá là đông, đông mà đông không tưởng tượng được luôn á. Là mướn xe ôm lên đây là 300.000. Dạ. Chịu rồi đó. Chịu lên đây rồi nhưng mà thấy quá đông chắc vô không được đâu. Dạ. Chắc đi theo chỉ dằn nắng thôi à. Chắc chắn là không vô được. Cho nên hồi xe ôm lại không? Mình đã khóc, khóc mấy ngày rồi, dạ. Bệnh rồi. Dạ. Đi nữa chắc như chắc xỉu ở đây luôn. Lại sợ quá đông á, mình vô cũng thấy ảnh hưởng. Dạ. Ở nhà rồi chị lại vậy là buổi chú mốt là chị có tới nhà đồng nào đó, sát bên thì ở tối ngày luôn, sát bên ở tối ngày luôn. Rồi rồi giống như là hai mấy người ở đó vòng vòng á, người ta cứ ngồi đó người ta chờ người tới mà gọi là mệt mỏi đi về thôi. Thì cái ngày mà đêm cuối là ở tới 2 giờ sáng, chị tới 2 giờ sáng luôn. Hồi 2 giờ sáng cái về nhà mà bỏ con luôn, bỏ con luôn tại vì dẫn nó qua nó quậy quá chịu không nổi. Dạ. Cái đêm về nhà cho ba nó giữ xong rồi đi qua coi tới 2 giờ sáng luôn. Phàn dữ ạ. Tại vì dạ. Hát như tới 1:30, nhưng mà 1:30 xong mình chưa chịu về ngồi đó. Dạ. Chị là phen tuồng ha, không biết động lực nào vậy luôn á, không biết động lực nào luôn. Xong rồi có mấy cái cô mà kiểu như bị tật đó nha, đi không được luôn mà thấy ở đó tới khuya không về. Dạ. Yeah. Nói là để lên trên đây là đưa chú nhưng không biết có đi được không nữa, tại vì do bị cục chân á. Mà mình thấy mình đâu lạ gì đâu, thì cái mình không lạ gì với mấy người kia luôn. Dạ. Yeah. Mấy kia đường phanh dữ. Dạ. Yeah. Ở dưới chị chứng kiến là những cái cảnh tượng là chưa từng thấy đúng không? Ừ. Mà lên mộ rồi chị ở thường xuyên chị còn bắt gặp được những cảnh tượng cũng chưa từng thấy luôn á chị. Ừ. Nói là mỗi lần mà giống như nói tới chú là muốn khóc mà giờ mình ngoài từ rồi đó. Dạ đúng giờ rồi. Mới á trời, mỗi lần mà thấy đang làm khách không? Dạ. Nói tới cái nước mắt nó trào ra giống như người thân vậy á. Cái đầu cái quê quá tại người ta chọc nó mày khùng quá. Nói chung là nói tới chú là muốn khóc không? Dạ. Chị ở đây chị hết nhận với ảnh nào của chú à? Dạ. Đó là mình coi cái lương nhiều. Dạ. Sau này mình đi lên đây rồi bắt đầu mình giảm coi lại rồi không có thời gian coi. Dạ. Còn lúc hồi nhỏ là mê cái lương tối nào nghe hát á, thuộc lòng hết trơn. Dạ. Giờ ví dụ như mình lớn rồi cái đầu mình nhiều việc quá mình không có thời gian coi nữa. Dạ. Nói chung là tấm nào cũng thích đúng không chị? Tấm nào cũng đẹp hết. Nãy giờ chị có chụp phải tấm nào chưa? Chị ruột luôn. Dạ. Ở dưới Tiền Giang lên. Dạ. Dạ. May mốt lên em thấy có mấy bà chị em nữa. Tại vì sáu người gái lận. Này. Fan cuồng không ạ? Wow, vậy là sáu người luôn. Có anh trai nào không chị? Có một người trai à. À, Út luôn hả sao chị? Dạ. Chắc là Út hả? Kế em. À, kế ha. Chị là hướng mấy? Em thứ bảy. Thành phố. Wow. Kế Út. Dạ. Không, em ở Ba Tri á. Ba Tri, Ba Tre. Thế là mình gia đình mình thành phố đó. Dạ, tuyệt vời quá. Giống như là ở chỗ của em ở là toàn là mê chút kỹ lắm. Dạ, như nãy chị kể đó. Mê có tiếc đó là hồi đó ở sát bên mười mấy năm mà không biết. Mình mê qua trang mạng thôi. Em nghĩ là chắc mình chưa đủ duyên để được gặp cậu một lần ở ngoài. Ha. Rồi bảy nói là thôi phải mà biết ông ở cái bên đây mình qua nói thật chú cho con ôm một cái thì thôi. Đấy chết cũng được phải không? Nãy như nãy chị nói. Hai người trước nhà đó. Bởi vậy ông đâu có dám cho ai biết đâu, biết ôm cái chết nữa. Ôm cái chết thiệt cái khổ nữa đúng không chị? Quá trời ngưỡng mộ không được. Quá trời ngưỡng mộ luôn. Dạ. Thôi tụi em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Dạ. Tuyệt vời. Mỗi người là ốm một lần thì mà chết à. Dạ. Đâu phải ai muốn ôm cũng được đâu. Dạ, dạ. Phải đủ duyên. Phải đủ duyên nữa. Chú là giống như giờ giống như thần thánh rồi chứ không phải là người bình thường. Dạ. Đúng là thanh thần đấy. Đâu phải ai cũng được vậy đâu. Dạ. Hồi đó em sống thiệt nhiều ba mấy năm luôn em chưa thấy được luôn á. Chưa thấy được luôn. Như nãy nói chuyện với ba chị nói chắc ông chú Vũ Linh chắc ngay ông chết giống như trang như ông Phật Thích Ca quá. Trời ơi. Tại vì giống như trang như là quá chừng người biết á. Đúng rồi vậy. Mà người ta biết chứ mà người ta thương. Dạ. Chết thì bình thường thôi. Còn nếu như người nhiều người lại cúng viếng này kia cầu siêu là ông sẽ lên. Cái đó là cái tiếng của cậu để lại đúng không chị? Dạ. Em nghĩ cái đó là cái gọi là cái báo phước của cậu. Ừ. Đúng không? Cái báo phước. Nhiều người ta giống như trang người ta muốn nổi tiếng người ta làm từ thiện này kia. Dạ. Dạ. Là không cho
không có được quay. Dạ. Lúc mà chú mất người ta mới dám đăng lên. Đúng rồi. Chú làm từ thiện. Dạ. Nói chung á là ngày xưa mà cậu không thích bao nhiêu á là bây giờ ngược lại bấy nhiêu đó không chị? Giờ YouTube đầy luôn. Nhưng mà chia sẻ thôi, chia sẻ để mọi người biết thôi chứ không có gì hết. Dạ. Hôm qua thầy cô bảo là ở bên Thái Lan rồi con mà là 2.000 20.000 rồi là lên TV rồi lên kinh ha. 20.000 vị sư. Đúng rồi. Hôm qua nghe Hồng Phượng nói á. Dạ. Là làm lễ không mà 20.000 vị sư á. Ở Thái Lan á chị. Nó, có thật mà, đó là có thật đấy. Mình suy nghĩ 100 người cũng đã quá nhiều rồi. Dạ. Dạ. Mình nói, ủa chị Nam, chị Nam, ngày qua mình có nghe lộn gì Nam? Nghe 20 ngàn mình không biết nghe lộn. Tại mình thấy 100 người là quá nhiều rồi đó. Dạ. Thì đâu phải dễ mời sư đâu. Dạ. Mà cái này là tới 20 ngàn là không phải đơn giản. Dạ. Bất ngờ ha. Dạ. Dạ. Sĩ Vũ Tiên, Vũ Linh là được phước báo lắm mới. Phước báo, đúng rồi. Mới tổ chức một buổi lễ lớn như vậy. Có in cái chữ trên TV LED lớn luôn mà. Phải nói rất là tuyệt vời. Thì mình về mình tìm coi chị có sẽ có những cái clip đó ở bên Thái Lan á. Dạ. Mấy bà chị mà biết lên đây mà không đủ quả là cơ chửi chết luôn phải không? Tại vì biết sao, mấy bà muốn đi dữ lắm. Dạ. Như nãy chị nói là chủ nhật này hả chị? Chủ nhật. Mình lên lần đó ha. Em thì không đi được mấy ngày đó. Dạ. Nhưng mà chủ nhật là khách đông. Khách đông. Nhưng dạ. Giờ đi là bỏ công bỏ chuyện lên đây nè. Trời ơi. Có tiệm á. Dạ. Có lần đi mấy đứa nhân viên nó còn cười nó. Dạ. Ngày mai biết có đi không mà bà hứa không đi nữa. Dạ. Bữa giờ mấy bà chị hổm này hứa mấy lần rồi đúng không? Không có hứa. Dạ. Do mấy bà chị lên tàu mấy ngày cuối tuần. À. Cho nên là bà rủ đi là đi không được. Dạ. Ngày đó đông cũng tiếc quá ha. Dạ. Quá tiếc luôn. Mê là mê. Dạ. Bỏ công bỏ chuyện lên á. Chị bên chị làm bên gì chị? Đi bán. À chị bán ha, của chị bên salon tóc. Dạ. Rồi thôi tụi em cảm ơn hai chị rất là nhiều nha. Chúc cho hai chị nhiều sức khỏe. Dạ, dạ chia sẻ tuyệt vời quá. Dạ. Rồi tuyệt vời. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Đến đây thì mình làm hết Bình Dương xin phép và tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.